Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Phen Phen. Hôm nay được theo đít anh mình Nguyễn Tất Thắng. Đi từ thành phố ở đây mất khoảng 15 cây. Đấy, thì đang mua ít đồ ăn măng này. Đấy, mua măng xong đấy là mua thêm cả gà. Con gà tí bắt hết ba con này là ước. Nè. Con này nhìn như chim nhỉ? Hả? Gà sao á? Chị bắt đi chị ơi, gà đợt nó sống mất. Đấy. Con gà này như chim ấy, không biết là lấy một cân ba con gà này mà cho một cân gừng ấy con mà. Ui ui ui. Gà này. Ui dồi, nó kêu không giống gà mình nhỉ? Ăn nó không giống mà. Gà này gà gì chị? Gà sao? Gà sao á? Em tưởng là gà trĩ nhỉ? Gà trĩ nó làm cảnh thôi. À đấy à? Gà này ơ buộc buộc từng chân từng con một chị ơi, nó bay ra đấy. Thế này mới không bay. Ờ nhưng mà phải buộc từng con một. Mày nó mới không bay được. Thế à? Đấy. Ồ. Nó không bay được. Đi thịt phải cẩn thận đấy, không thì lại bay lên trên trời. Con này bay được không chị? Có bay được mà đợt trước cái chị con bay thật á? Nó bay nữa. Nó bay mình không bắt được. Nhưng mà mấy con này nó lặng, nó nó béo. Bay được cao nhưng mà nó cứ bay không bắt, khó bắt. Đi. Mặt cổ nó còn có quả lông. Ui ui ui, ui. Mày đầu gấu mày. Ui ui ui. Ui ui ui. Ước này. Ước cho nó. Cho nó bổ cái ước này. Ra đây hổ. Đi vào lồng gà. Đấy, một con đấy nhá. Nhưng mà em nghĩ là nhà mấy cái nhà mới anh vừa cụt tay. Anh vừa cụt tay. Và nhà mới là mua con gà này là mua ba con ấy chứ. Sang quá nhỉ? Sang quá. Sang quá chứ, sang quá. Ui giời, nó kêu thảm thiết đấy. Gà này là gà đắt nhất đấy. Đắt nhất à? Vâng. Đắt nhất ở đây. Vâng. Ba thì chẳng thế, gà ta mình là có 120 thôi. 160 thì chả đắt hơn. 150. Ơ thế chị ơi. Chứ mà tải bán là bà 160 nhưng mà ai mà mua thì mình bán 150. Nhưng mà con này còn đắt hơn cả gà điên á. Gà đen, gà đen các bạn. Nhưng mà trên này không gọi gà đen đâu, gọi gà điên. Gà ta phải là gà điên. Từ từ cho xem là cho xem cho. Anh Thắng. Hả? Ba con này rồi. Ba con 5 cân đây. Thế mà ừ nhỉ. Ba con có 5 cân đây. Cái đầu. Thế mà mua 1 cân gừng luôn á. Để kệ, cứ để quay đi. Cân lại gái. Con này đầu gấu nó bổ ác kìa. Ba con 5 cân á? 5 cân hơi được đuối một tí. Ờ. Đó, ok. Tổng xì vả cả măng này bao tiền nhỉ? Măng gừng. Măng này. Dạ, măng 4 cân rồi. Đấy. Măng nữa. Gà 5 cân à? Gà 5 cân. Gừng của mình đâu nhỉ nhỉ? Măng 4, 3, 12, 120 à? 120 tiền măng này. Gừng, gừng chuyện là giả tiền rồi. Gà bao tiền đấy nhỉ? Gà là 160 cân. Mua nọ mua 150. Nay lại lên giá à? Gà. Này. Chị nha, chị biết anh của em là ai không? Vì chị em chị có biết em cho chị lên sóng là cả cái truyền hình đất nước ấy, biết không hả? Đó. Hello, người nha. Trời ơi, quá xinh luôn. Em là cô gái bán làm gà nha. Cô gái vàng trong làng bán gà. Mà xinh ấy. Nhưng mà chị là người 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 giao người người giao ấy. Từ từ nhưng mà chị ơi, chị từ từ họ em thấy trong mồm chị có cái gì á? Không có cái gì. Cái răng sao lại có cái đá đấy? Đâu của em đâu rồi? Đâu? Ơ ước à? Ô thằng em. Đấy, hai con super xe siêu bạn. Ui. Đấy. Rồi đi đi. Để đấy, cứ để cậu đi đi. Đây, đường lên bàn. À được rồi, ok. Rồi ok. Đường lên bàn. Đi đi. Đi đi. Đường lên bản mà phải đi qua một cái cầu siêu bé. Đó, ok, họ đi đã. Đây con super xe của Phen Phen nhá. Đó, họ đi đi theo bạn. À đi, hay đi chạy một vòng thử.
qua cái cầu rồi xong là ui ôi trời. Ôi. Đấy, đây, đi qua. Tôi không quay đâu. Ôi, chào các bác nhá. Điện thoại của em cầm tay không quay được không? Đấy, có cái đồng hồ nữa là con gà. Bye bye các bác nhá. Đó, hành trình vác ba em gà vào đến bản thì vừa nãy mổ xong rồi. Đó, trong quá trình mổ thì bạn ước của mình mổ, còn đâu Phen Phen chỉ có tham gia là vặt lông thôi. Đi lên muối à? Đi lên muối. Đây. Muối làm sạch chứ, làm phải đảm bảo, nấu nướng phải đảm bảo. Đấy, thấy chưa? Tối nhưng mà không được ẩu. Thật là quá bất ngờ với bạn ước mình đảm đang kiểu lữ công gia chánh làm hết. Đấy, mổ ba con gà với cả một con vịt. Chơi hết. Ừ. Còn mổ moi siêu đẹp. Trước đi làm đầu bếp nhưng mà về sau bị đuổi. Về sau bị đuổi. Ba đây nòng của ba em gà với cả một em ngan vịt nhỉ. Ở trên bản này dùng nước nước ở trên bản này cái là nước lấy từ trên núi xuống đúng không các? Ừ. Không phải nước máy đâu nên là núc thì nó khỏe, núc thì yếu. Đấy. Ví dụ là nhiều người dùng thì nó yếu. Nước là hơi thiếu một tí. Ừ. Muối. Ai da, khai trương nọ. Khai khai. Đây quan. Họ. Biết này nó rất là biết nha. Thế á? Ví dụ mình đã làm xong rồi mình chỉ cần chỉ nó phát là nó biết là mình bảo nó đi lấy cái này cái kia ngay. Nhưng mà điếc tên gì ở ước? Vư. Vư à? Còn anh nhà mới này là anh Vư. À anh Vư. Anh trai ruột của Báo. Này, này khai trương quả nhà mới. Đây là vào. Tân gia nhà mới. Tân gia nhà mới. Đó, nhà trên kia kìa. Các bác theo dõi kênh của anh Thắng thì biết. Đây. Em đang đi từ trên cái chỗ ấy đi xuống dưới này để mổ gà. Ơ nước nhưng mà trên kia chưa có ước nhỉ? Ở trên nhà chưa có nước. Chưa sau này làm nhà xong mới kéo lên đấy được. Làm xong cái nhà rồi nhưng mà còn bếp mấy cả chỗ kiểu giặt rũ chưa có đúng không? Hôm nào chuyển dẫn nước từ đây lên trên. Nhưng mà cái chỗ này đi xuống, từ trên này đi xuống nó hơi bị trơn trượt luôn. Đây đất đây. Đỏ, toàn đất đỏ thôi. Trơn. Đất đỏ bị trơn. Ừ. Xong chưa? Xong rồi. Đi lên nhà đi. Rửa, bóp muối xong mình rửa sạch tí rồi. Anh em mình mổ ba con gà phải mất 30 phút đấy nhỉ? Nước. Không có nước. Nước có bé này, lúc. Lúc đấy kiểu nước ở trên mạnh nhỉ. Lúc thì nó mạnh, lúc thì nó yếu nhỉ. Nước ở trên này thì lấy từ trong khe núi ra rất sạch sẽ. Buổi tối mà. Hả? Sôi rồi. Đợi tí tráng ba cho bếp vào cho mạnh mạnh đi. Tráng ba cái này, tráng ba này. Măng hả? Sôi đây à. Từ. Chị tráng cho em cái này. Có mấy cái ấu trong đấy. Đổ từ chậu này à, từ ấu này sang ấu này nhá. Đừng đổ luôn đi nhá, đổ sang ấu này đã. Nó bị mỡ. Ok đổ đi.